chống dịch bằng lời thơ tiếng hát. Những ngày qua, nhiều tác giả văn nghệ sĩ của tỉnh Lạng Sơn đã cầm bút viết nên những bài thơ, bản nhạc đầy xúc động như những lời tri ân góp phần truyền cảm hứng, cổ vũ tinh thần cho các lực lượng trên tuyến đầu cũng như cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Tình cờ biết đến bài thơ của tác giả Hoàng Cẩm Thạch ở tỉnh Nghệ An viết về những người chiến sĩ áo trắng kiên cường trong cuộc chiến chống giặc Covid. Ông Vi Văn Nước, hiện đang sống tại huyện Lộc Bình, đã không khỏi xúc động. Ông đã dùng những tứ thơ đó để viết nên giai điệu bài hát Tôi yêu áo trắng ngành y. Bài hát với giai điệu trong sáng, tự hào đã chạm đến trái tim người nghe, khắc họa đậm nét những hình ảnh bình dị nhưng vô cùng cao quý của các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Tôi mong muốn rằng các bác sĩ nghe được cái bài hát của tôi ấy, thì cũng cảm thấy mình là cũng được, tức là các nhạc sĩ và các giới văn nghệ sĩ rất là cảm động và đã có một cái tình cảm rất là đặc biệt đối với các thầy thuốc mà hiện nay đang cứu chữa những bệnh nhân Covid. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tác giả Lã Trung Sơn đã từng có những năm tháng được sống, chiến đấu, gắn bó máu thịt với Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Qua báo chí, truyền hình, ông được biết những ngày qua, nơi đây đã trở thành tâm dịch, phải gánh chịu nhiều mất mát đau thương. Và sự sẻ chia, nghĩa đồng bào của cả nước, trong đó có Lạng Sơn, dành cho miền Nam ruột thịt, và những đoàn y bác sĩ xông pha vào tâm dịch, sự san sẻ từng mớ rau, cân gạo gửi vào Nam. Tất cả đã thôi thúc ông cầm bút, bày tỏ nỗi lòng mình qua những vần thơ. Bài thơ Với Sài Gòn do ông sáng tác đã được tạp chí Văn Nghệ Xứ Lạng chọn đăng trong số xuất bản gần đây. Trách nhiệm của những người cầm bút không những là ca ngợi mà còn tri ân đối với những tấm gương hy sinh đó, đặc biệt là đối với Sài Gòn, nơi mà tôi đã từng chiến đấu những năm tháng chống Mỹ, và bây giờ Sài Gòn lại quật cường để mà chống lại dịch. Đấy là một cái cảm xúc sâu lắng trong riêng đối với tôi để viết lên những cái lời tri ân. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, tạp chí Văn Nghệ Xứ Lạng đã nhận được và chọn đăng khá nhiều những tác phẩm liên quan đến chủ đề chống dịch Covid-19. Với nhiều thể loại thơ, ký, nhạc họa, nhưng lại đầy tính thời sự, đầy sức chiến đấu như Bút Ký, Bình Yên, Nơi Tuyến Đầu Chống Dịch của Ngọc Hằng. Những người giữ đất biên cương của tác giả Dương Sơn. Chúng con lên đường cho Tổ quốc bình yên, nhạc Nguyễn Văn Tân, lời thơ Vũ Tuấn. Thơ Gửi Con Yêu của tác giả bác sĩ Dương Thị Vinh. Hay Tản Mạn Lúc Tiêm Vaccine Phòng Covid-19 của tác giả Vũ Kiều Oanh. Nếu tiêm xong, mình an toàn trở lại, sẽ mạnh hơn virus ác nghiệt kia, để cùng mọi người tấn công lại nó, cho những ngày xưa tươi đẹp lại về. Tạp chí Văn Nghệ Xứ Lạng chúng tôi đã nhận được khá nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật phản ánh về đề tài phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Trong đó thì chủ yếu là tác phẩm thơ và ký, chủ yếu là ca ngợi cái lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chúng tôi cũng nhận được cái sự chỉ đạo của tổng biên tập tạp chí, đó là ưu tiên các tác phẩm viết về đề tài Covid-19. Bên cạnh đó thì các phóng viên tạp chí thì cũng được trực tiếp đến cơ sở và viết bài để phản ánh. Trong cuộc chiến chống giặc Covid-19, văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, và những người cầm bút trở thành chiến sĩ trên mặt trận ấy. Thế mạnh của các tác phẩm văn học nghệ thuật là làm lay động lòng người. Để rồi cứ thế, phía sau tuyến đầu, ngòi bút của các tác giả của giới văn nghệ sĩ trở thành thứ vũ khí sắc bén chống lại đại dịch. Những lời thơ, tiếng hát cứ thế trở thành sợi dây vô hình, kết nối những tấm lòng nhân ái, tinh thần yêu nước, ý chí khát vọng và niềm tin chiến thắng dịch bệnh trong một ngày không xa. Thank you.
tổ quốc của tôi, yêu những làng quê yên bình hạnh phúc. Tôi yêu áo trắng bờ lũ, yêu những con người làm nên huyền thoại giữa thời bình chống giặc Corona. Cùng chung tay hát vang bài ca truyền thống ngành y tinh thần nhân ái, trong nguy nan không bỏ ai ở lại, đạo đức ngành y dang rộng vòng tay. Giặc Covid ngành y tiên phong, bao lớp người xung phong ra trận tuyến, những tấm lòng nhân ái mênh mông. 4000 năm truyền thống lạc hồng, tôi yêu màu áo trắng ngành y yêu thương, chung tay đoàn kết chống giặc Corona. Ngành y tiên phong cùng cả nước chiến thắng giặc Corona. Chống giặc Corona, cùng chung tay hát vang bài ca truyền thống ngành y tinh thần nhân ái, trong nguy nan không bỏ ai ở lại, đạo đức ngành y dang rộng vòng tay. Giặc Covid ngành y tiên phong, bao lớp người xung phong ra trận tuyến, những tấm lòng nhân ái mênh mông. 4000 năm truyền thống lạc hồng, tôi yêu màu áo trắng ngành y yêu thương, chung tay đoàn kết chống giặc Corona. Ngành y tiên phong cùng cả nước chiến thắng giặc.